những cái cách để phân biệt những cái fanpage mà pha ke, những fanpage giả lừa đảo và fanpage thật, cũng như là thông tin số điện thoại của khách sạn. Tới là festival á, thì người ta cũng không có tăng giá, người ta vẫn giữ cái mức giá là homestay giá rẻ chỉ từ 300.000 đồng một căn phòng trong dịp festival hoa. Sakura này một chiếc giường xinh xắn có giá 350.000 đồng trong cái đợt festival hoa nha quý vị. Thì giá này là giá mà người ta không tăng giá. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại kênh The Lark Street của Nhân Lạc Cam. Hôm nay thì Nhân sẽ quay một cái review một cái căn home để giới thiệu tới quý vị, cũng như là sẽ hướng dẫn quý vị cách để mà đặt phòng, rồi xem các cái fanpage của các cái khách sạn nổi tiếng ở Đà Lạt mà phân biệt fanpage giả, fanpage fake với fanpage thật của các cái khách sạn ở Đà Lạt, để cho quý vị nhận biết, để quý vị không có bị lừa ha. Hiện nay dường như rất là nhiều các cái khách sạn ở Đà Lạt, ví sau lưng Nhân là khách sạn Bubble Đà Lạt, khách sạn Colin, khách sạn Golden, rồi rất là nhiều ở Đà Lạt có rất là nhiều khách sạn Golden nha, rồi The Red hay là vân vân, rất là nhiều các cái khách sạn mà hôm nay trời gió rất mạnh quý vị. Rất là nhiều các khách sạn là bị làm giả fanpage, và các cái fanpage thật á, người ta lên đính chính liên tục vì khách hàng đặt vào các cái fanpage giả. Cho nên là hôm nay Nhân sẽ hướng dẫn cho quý vị để phân biệt và làm sao để đặt phòng mà không bị lừa. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghé đường Trần Quang Diệu ngay Dinh Một để review một cái căn homestay mà tới mùa lễ sắp tới là festival á, thì người ta cũng không có tăng giá, người ta vẫn giữ cái mức giá là 300, 500, 600 tùy theo các cái hạng phòng thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thôi. Nhưng đang đi ở trên đường Hùng Vương nha quý vị. Thì căn homestay sẽ cách trung tâm thành phố Đà Lạt, cách chợ đêm Đà Lạt là 3 km, cách chợ đêm khu Hòa Bình là 3 km. Đây là một cái căn homestay nó cũng khá là dễ thương, và rất là nhiều cô chú mà ở căn homestay này rồi á, thì cũng khen rất là nhiều, các bạn rất là nhiệt tình, rồi khu vực rất là dễ thương, có view là rừng thông nữa quý vị, nên và bên cạnh đó là có buffet hải sản nè, rồi có cà phê mở cửa 24/24 luôn. Trước mặt chúng ta đó là cái lối mà đi vào căn homestay Nhân hôm nay giới thiệu, đó là King Palace nè, ngay cái đường mà đi vào đường Trần Quang Diệu đó quý vị. Ở đây có một cái con đường tuyệt đẹp luôn. Hôm nay gió rất là nhiều cho nên là chúng ta thấy lá thông á, nó rụng ở dưới đường quá trời luôn nè quý vị. Đây là cái cung đường rất là mát, và mỗi lần mà Nhân đi qua đây á, là Nhân rất là thích đường vì mát lạnh, rồi hai bên nghe tiếng gió mà lùa qua những cái cây thông á, nghe rất là thích luôn. Mà hôm nay thì gió thì rất là nhiều rồi, gió rất là mạnh. Những ngày cuối tháng 11 thì Đà Lạt không mưa nhưng mà nắng nhẹ, nhưng mà gió mạnh lắm. Trời mà gió mạnh như thế này á, thì quý vị tới Đà Lạt mà trời gió mạnh như thế này á, thì chúng ta sẽ đi săn mây là sẽ không có mây đâu nha. Trời muốn đi săn mây, điều kiện cần đầu tiên đó là phải là không có gió, gió lặng, gió nhẹ, tốc độ gió yếu. Đó là điều kiện đầu tiên mà để chúng ta đi săn mây. Thứ hai là trời trong trong tí nhé, đừng có mà đen thui, âm u đen thui thì cũng không có mây. Đó là những cái kinh nghiệm mà Nhân săn mây, và mỗi lần Nhân đưa khách đi săn mây hay là Nhân đi săn mây, Nhân quay á, đều coi như là có mây hết. Trước mặt chúng ta đó là King Palace Dinh Một. Dinh Một hiện nay thì đang
lùm xùm nên đóng cửa. Cho nên là cái khu vực này có một cái bãi đỗ xe rất là to. Rồi đối diện chúng ta đó là LTM Buffet Hải Sản. Rồi cà phê Kimochi mở cửa 24/24. Và hôm nay thì chúng ta sẽ ghé tới Homestay Kimochi. Hôm nay đồng hành cùng với Nhân sẽ là một caramel nhà trồng là bé Sunny. Chào khán giả đi con. Chào khán giả của Đà Lạt Street. Rồi, chào con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ha. Homestay Kimochi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống quay từng các cái phòng để giới thiệu cho quý vị xem nha. Ở trong đây thì người ta cũng trồng rất là nhiều hoa. Đợt này tới Giáng sinh rồi. Ở đây Nhân thấy cũng có một cây thông Noel. Đứng vào chụp hình với cây thông Noel ha. Thì căn homestay thì chúng ta thấy là kiểu thiết kế kiểu vàng vàng vàng, giống như là đứng vô đây giống như là kiểu phố cổ Hội An đó. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cái căn đầu tiên. Ở đây là cái căn này có phòng khách nha. Căn này có phòng khách cho chúng ta ngồi để nói chuyện tiếp bạn bè vân vân. Rồi ở phía đây là có một cái khu vực chung để chúng ta ngồi uống cà phê nè. Ở đây thì chúng ta các bạn phục vụ cà phê hoặc là cần thì các bạn sẽ làm đặt BBQ cho chúng ta luôn nha. Đó, ngồi những cái ghế này nè. Đó. Ngắm view rừng thông. Phía dưới là cái khu vực của khách sạn TB. Khách sạn TB trước đây Nhân cũng đã từng review rồi. Cho nên là không gian ở đây khá là đẹp. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong. Ở đây có một cái gương. Căn này được gọi là căn Kimochi. Thì căn này nguyên căn là có tới 3 phòng ngủ và một phòng khách. Có tủ lạnh, có thêm một cái nệm. Một cái nệm này là nệm sơ cua. Nếu mà chúng ta đi đông thì chúng ta có thể dùng cái nệm sơ cua này. Ba phòng này thì chúng ta có thể ở được 6 khách. Giường 1m8 ở được 2 người. Đây, Nhân sẽ quay cho quý vị xem ha. Đây là cái giường 1m8. Chúng ta ngủ được 2 người. Đặc biệt là những cái căn homestay á, thì Nhân thích, quý vị biết Nhân thích cái gì không? Đó là chăn ra gối nệm á, là màu trắng nha. Màu trắng cho nên là sẽ chúng ta yên tâm về cái sạch sẽ, vệ sinh. Ở đây người ta cũng bố trí cho chúng ta cái quạt để khi mà thời tiết nóng á, thì chúng ta có thể quạt dép đi ngoài. Và đây là nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ lavabo, bồn tắm đầy đủ. Tuy nhiên thì căn home bình dân á, thì chúng ta thấy là sẽ không có cái toilet mà có vách ngăn đồ đâu quý vị ha. Chỉ những cái khách sạn cao cấp hơn. Đây là cái căn phòng thứ hai. Cũng có nhà vệ sinh, cũng có quạt. Nhưng mà mấy hôm nay á, là không bao giờ dùng tới quạt, dùng tới máy lạnh đâu quý vị. Trời ơi, mấy hôm nay nó lạnh lắm Đà Lạt, mấy hôm nay nó lạnh ghê hồn luôn. Gió và lạnh nha quý vị. Nhiệt độ ban đêm là xuống tới 15 độ C. 15, 16 độ C buổi chiều thôi là đã lạnh tê tái rồi. Cho nên không cần dùng quạt đâu. Đây là căn phòng thứ hai, ở được 2 người nữa ha. Ở ngoài này thì có một cái ban công. Đó, ban công nhìn view về phía thung lũng Hoàng Hoa Thám, đồi thông. Buổi sáng mà có thể ngắm bình minh lên. Và đây là cái căn phòng thứ 3. Cũng là giường 1m8. Chúng ta ở được 2 người. Chúng ta ở được 2 người ha. Cũng có nhà vệ sinh riêng luôn. Ba căn phòng đều có 3 nhà vệ sinh. Căn nào cũng có cửa sổ. Đầy đủ tiện nghi, nào là máy sấy tóc, quạt vân vân, thì đầy đủ như một cái căn phòng khách sạn ha.
thì căn Kimochi này có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và có cái nệm sơ cua. Chúng ta ở có thể ở được tới 8 người, 3 phòng là 6 người, nệm sơ cua ở được 2 người nữa là 8 người. Thì căn phòng này giá tháng 12 trong cái đợt Festival Hoa có giá là 1,5 triệu. Đang quay không? Đó, thì căn phòng này có giá 1,5 triệu nha quý vị. Đây là căn phòng Kimochi, cái căn Kimochi 3 phòng ngủ và có thêm nệm sơ cua. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua một cái căn phòng khác nữa nha quý vị. Thì căn phòng này cũng ở được tới 6 người. Thì căn phòng này có tên, Nhân sẽ đọc tên luôn. Căn phòng này có tên là Tokyo. Tokyo nha quý vị. Căn phòng này thì có ba cái giường ngủ, ở được 6 người, tương ứng 6 chai nước, có tủ lạnh để chúng ta đựng bia hoặc là đồ uống ha. Phòng ốc thì chúng tôi như Nhân nói rồi, thì quan trọng nhất là Nhân thích cái màu trắng là sẽ sạch sẽ ha. Căn phòng này có 3 giường ngủ, ở được 6 người, có nhà vệ sinh, có tủ đựng đồ, có bàn ghế để cho chúng ta ngồi. Thì căn phòng này là căn phòng Tokyo. Căn phòng Tokyo này có giá là 800.000 đồng. Chúng ta ở được 6 người, 800.000 đồng, trong cái dịp tháng 12, trong cái dịp Festival Hoa. Festival Hoa thì chúng ta thấy là nhiều nơi, nhiều khách sạn thì chúng ta cũng thấy là chúng ta gọi điện tới là cũng tăng giá. Và đặc biệt thì Nhân mà review những cái căn như thế này thì Nhân cũng sẽ để số điện thoại chính chủ để cho quý vị yên tâm gọi đến. Vì hiện nay thì chúng ta thấy rồi, cái chuyện mà lừa đảo khách sạn liên tục xảy ra luôn. Có nhiều bạn đăng ở trên TikTok là các bạn đã lên tới Đà Lạt rồi, các bạn ở khách sạn này xong gọi điện qua cái khách sạn kia, mà lại trúng cái fanpage giả, cuối cùng phải tới tận khách sạn luôn á, thì kêu cái bị lừa rồi. May là chưa có đặt tiền nha quý vị, may là được chưa có đặt tiền. Đó, có nhiều bạn đã comment. Và ở trên các cái fanpage á, hiện nay ở tại Đà Lạt á, là các cái fanpage của các cái khách sạn lớn đều có 1-2 cái trang giả hết, qua trời qua đất luôn quý vị. Mong rằng là chính quyền sẽ ngăn chặn kịp thời. Đó là cái căn này có 3 phòng ngủ nha quý vị, và có giá là 800.000 đồng. Homestay Kimochi trong một khuôn viên, sân rộng, phòng ốc sạch đẹp, cách chợ Đà Lạt 3 km, có chỗ đậu đỗ ô tô, xe máy rộng rãi. Những chiếc xe ô tô chúng ta tới ngay đây có bãi đậu rất là rộng rãi, mà giá trong dịp Festival Hoa lại không tăng, chỉ giá từ 300.000 đồng. Nhân để số điện thoại chính chủ ở trên màn hình, nếu thấy phù hợp thì chúng ta liên hệ ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua thêm một cái căn phòng khác nữa nha. Đó là căn phòng Kawasaki. Thì căn phòng này có 2 giường ở ngay khu vực này nha. Căn phòng này có 2 giường ngay khu vực này là chúng ta cũng ở được 4 người. Nhưng mà có một điều đặc biệt nữa nha quý vị, có một điều đặc biệt nữa. Camera vào đây để bà nói luôn. Và căn phòng này cũng có thêm một cái giường, nếu mà chúng ta đi gia đình hay gì đó, thì cái giường này chúng ta cũng ở thêm được 2 người nữa là 6 người. Bên trong này là nhà vệ sinh nha, có móc treo đồ, có tủ, đây tủ. Thì căn này là căn Kawasaki. Căn Kawasaki này có 3 giường, ở được 6 người. Căn này tháng 12 trong dịp Festival Hoa, căn này có giá là 600.000 đồng, ở được 6 người, một người 100.000 đồng thôi.
À, có điều đặc biệt là cái căn phòng này khá rẻ ha. À, hai giường ở ngay đây thì người ta bố trí cái khu vực này rất là rộng nha. Rồi, có tủ nè. À, có nước, có bình ấm đun siêu tốc vân vân. À, có không gian sân ở ngoài rộng rãi. Căn Kawasaki 600.000 đồng. Ở phía trước chúng ta có hai giường. Có thêm một ghế salon. Phía sau chúng ta có một giường. Tổng cộng là 3 giường giá 600.000 đồng ở được 6 người trong dịp tháng 12, trong dịp Festival Hoa. À, quý vị liên hệ chính chủ để có một cái căn phòng hợp lý trong đợt đi du lịch của quý vị nha. Và vị trí của căn homestay Kimochi này thì cách chợ đêm Đà Lạt, cách khu Hòa Bình là 3 km. Bây giờ thì Nhân tiếp tục giới thiệu cho quý vị thêm một cái căn phòng nữa. Đây là căn phòng có tên là Sakura. Ở đây có wifi, có cho thuê xe máy, có dịch vụ giặt ủi hết nha. Căn Sakura này một chiếc giường xinh xắn, ở được 2 người. Được 2 người nha. Thì căn Sakura này có giá là 350.000 đồng. À, có ấm đun siêu tốc, có nước, có một cái chiếc gương rất là dễ thương. À, bên trong là nhà vệ sinh. À, đó, một cái căn phòng như thế này. Có giá 350.000 trong cái đợt festival hoa nha quý vị. Thì giá này là giá mà người ta không tăng giá. Giá sẽ không tăng giá trong cái đợt festival hoa. À, đợt thấp điểm thì người ta có hạ giá xuống một chút. À, hạ giá xuống một chút để kích thích. À, có nghĩa là giảm bao nhiêu phần trăm? 20% so với giá đợt festival hoa thôi. Cho nên là đợt này thì giá quá là ok, 350, 600 ở được 6 người, rồi 800 vân vân ha. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ giới thiệu một cái căn phòng cuối cùng của Kimochi. Ở đây hoa rất là nhiều ha. Đây những cái bông hoa thực dược nè quý vị. Những bông hoa thực dược to. Đây những cái bông hoa thực dược. Chúng ta thấy không biết là người ta to hơn cái bàn tay của Nhân luôn á. Không biết là người ta lai tạo hoặc là ở đây đất tốt hay như thế nào đó mà cái hoa to kinh khủng. Rồi mai địa thảo hoa cũng nhiều màu sắc ha. Mai địa thảo. Rồi. Và đây là cái căn phòng Osaka. Căn phòng Osaka này thì cũng tương tự như cái căn phòng hồi nãy ha. Thì cũng có cửa sổ không khí thông thoáng. Rồi phòng ốc sạch đẹp. Thì căn phòng Osaka này có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng ở được 2 người. Một người 150. Từ ở đây có cho thuê xe máy nè, có giặt ủi nè. Nếu mà chúng ta ăn sáng chúng ta có thể đặt có BBQ nữa vân vân ha. Quá là tiện lợi. Từ đây đi nằm ngay dinh 1 luôn. Chúng ta search Google Maps là nằm ngay dinh 1 luôn. Đối diện dinh 1 là chúng ta nhìn qua là thấy. Ngoài ra nếu mà chúng ta ở homestay thì chúng ta sẽ miễn phí đánh bia ở bên cà phê Kimochi ở cửa 24/24 và bên Đà Lạt Chiêu nữa. Đó là các cái hạng phòng ở căn homestay Kimochi mà hôm nay Nhân giới thiệu đến quý vị ha. Cẩm Tú Cầu tí nữa té rồi. Đi mãi đi quay mãi nhìn cảnh nên không chú ý phía dưới. Đây là cái khoảng sân dùng chung ha, còn phía dưới là cái khu vực để chúng ta làm BBQ nữa. Rất rất là nhiều
cái không gian ở homestay thì chúng ta được cái là cái nó có cái không gian sân vườn á, để cho chúng ta chơi, con cái chúng ta vui đùa. Nó khác với khách sạn á. Khách sạn thì chúng ta về khách sạn cái là chúng ta sẽ đi vào phòng, ai vào phòng nấy. Chứ còn ở homestay thì chúng ta thấy rằng là có cái không gian sân vườn để cho chúng ta vui chơi, hoặc là có chỗ làm BBQ vân vân. Phía dưới này có không gian của người ta trồng cẩm tú cầu nè, hoa mua tím nè. Rồi ngay khu vực này chỗ giặt đồ, chỗ làm tiệc BBQ. Ngay khu vực này thôi thì chúng ta có một cái không gian để ngồi ngắm cảnh, để chiêu, để ngắm rừng thông, để nghe chim kêu. Bên cạnh này là khách sạn TP mà hôm trước Nhân đã giới thiệu trên kênh của mình đây. Đó là những hình ảnh của homestay Kimochi. Còn bây giờ thì Nhân cũng để số điện thoại ở bên dưới đó để chúng ta liên hệ chính chủ ha. Còn bây giờ thì Nhân sẽ hướng dẫn quý vị xem các cái fanpage chính chủ, các cái fanpage thật của các cái khách sạn, không có bị vào các cái fanpage mà giả ha. Rồi số liên hệ như thế nào để chúng ta sẽ Nhân sẽ chỉ cho quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ lên máy tính để chúng ta xem. Nào, chúng ta đi thôi. Như hồi nãy Nhân nói thì bây giờ Nhân sẽ lên máy tính, rồi cũng như là điện thoại, Nhân sẽ chỉ cho quý vị những cái cách để phân biệt những cái fanpage mà fake, những fanpage giả, lừa đảo, và fanpage thật, cũng như là thông tin số điện thoại của khách sạn ra làm sao quý vị nhé. Bây giờ chúng ta theo dõi thôi. Mấy hôm nay thì Nhân cũng nhận được rất là nhiều cái tin nhắn, những cái hỏi thăm về homestay, rồi hỏi thăm về khách sạn vân vân. Rồi có một số bạn thì hỏi Nhân về các cái fanpage này có thật không. Này, Hi Yên, em hỏi bếp khách sạn này có chính chủ hay không. Đây là một cái fanpage mà bạn hỏi. Và nhìn vào thì Nhân đã phát hiện ra rằng fanpage này không chính chủ. Vì nó để số tài khoản đồ lên. Fanpage của các khách sạn chính chủ, người ta không để những số tài khoản này lên đâu. Và khi mà chúng ta kích vào cái fanpage này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái fanpage này y chang như là cái fanpage chính chủ của The Guest Boutique Hotel Đà Lạt. Ở đây người ta để trang chính chủ xin lưu ý chỉ nhận cọc qua tài khoản này. Nhưng mà đây là cái fanpage fake nha. Và chúng ta chú ý tới cái số điện thoại ở trên đây là số điện thoại di động nha quý vị. Và nếu mà chúng ta search cái số điện thoại di động này á, thì chắc chắn rằng á, Google, chúng ta sẽ search cái số điện thoại này thì xem số điện thoại này nó có gì. Đây, số điện thoại này nó nằm ở đâu á, nè, nó có cái số của Sapa nè, nó nằm ở Sapa nè. Đó, rồi nằm, nói chung là số điện thoại này nó nằm ở một cái nơi nào đó. Rồi nó lừa đảo. Cho nên chúng ta sẽ phân biệt. Rồi ở đây các bạn cũng nhắn là làm phiền hỏi xíu cái fanpage New Line này có phải là chính chủ hay không. Nếu mà chúng ta ok kích vào thì chúng ta sẽ xem như thế nào. New Line khách sạn ở đường Đống Đa vân 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 vân. Và chúng ta thấy một cái điều đó là nó có một cái mail sale@newline. Thì cái mail này thì không có giả được này quý vị. Và thứ hai nữa là số điện thoại cố định 02633 thì đây là số điện thoại của tỉnh Lâm Đồng, mã vùng của tỉnh Lâm Đồng là 02633 nha. Thì cái bọn lừa đảo á, tụi nó sẽ không bao giờ lấy cái số cố định đâu quý vị, lấy số cố định mà gọi là nó công an bắt ngay và luôn liền, và họ lấy số di động thôi. Và các cái số di động này á,
Thực ra là chúng ta thấy là nó không phải ở Đà Lạt đâu, nó ở khắp nơi và thậm chí là nó ở ở nước ngoài nữa. Chúng ta thấy những cái trường hợp mà chúng ta bị lừa đảo qua Campuchia rồi bắt gọi những cuộc gọi lừa đảo rồi vân vân đó, thì nó nằm nhiều khi nó nằm ở nước ngoài nữa, cho nên rất là khó xác định và rất là khó để mà xử lý, rất khó quý vị. Cho nên là để mà phân biệt những cái fanpage thật giả thì chúng ta sẽ có cái cách đơn giản. Thì bọn lừa đảo này á, nó chỉ có lừa đảo những cái khách sạn mà đẹp, những cái khách sạn mà nổi tiếng thôi quý vị. Những cái khách sạn mà xấu xấu, rồi những khách sạn mà không nổi tiếng, những khách sạn mà ít phòng thì nó không có lừa đảo đâu, nó lừa đảo những cái khách sạn nổi tiếng, những fanpage nổi tiếng. Và đây là cái fanpage chính chủ. Hồi nãy thì chúng ta sẽ vào cái chúng ta kích vào cái link đó thì chúng ta thấy là nó đi vào một cái trang web mà lừa đảo ha. Nó có số tài khoản ngân hàng nè, rồi có một cái số điện thoại di động nè. Còn đây thì nó có booking 996 gì Gmail nè, là không phải rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái trang chính chủ của nó thì chúng ta sẽ thấy như thế nào. Chính chủ thì người ta để cái số hotline là 02633 nha quý vị, 552828. Còn bên cái ông mà không chính chủ nè quý vị, nó không có số điện thoại, không có số điện thoại bàn, đúng không? Đó là một cái điều mà chúng ta dễ phát hiện nhất. Đây là số điện thoại bàn, số hotline của khách sạn này, số tại tỉnh Lâm Đồng, số tại Đà Lạt luôn, địa chỉ, và ở đây cũng có số điện thoại, và đặc biệt là cái mail của họ nó cũng sẽ khác. Và trên cái trang web này nó cũng có để những cái thông tin nè, cảnh báo lừa đảo nè, đây cảnh báo lừa đảo. Thì nhiều cái trang fake này, đây chú vị thấy những trang fake là pha ke đó, những cái trang pha ke đó, khách sạn này, mấy ngày hôm nay những cái khách sạn nổi tiếng nào cũng để những cái thông tin để cho khách hàng vào để không bị lừa đảo nha quý vị. Có số điện thoại cố định, chúng ta những cái khách sạn lớn ở Đà Lạt, 90% khách sạn lớn ở Đà Lạt tất cả đều có các cái số hotline là số điện thoại bàn hết nha quý vị. Chúng ta chú ý. Và tiếp theo thì cái đợt gách này nó là cho thuê xe máy BBQ, và cái trang này là cái trang pha ke, chúng ta nhìn vô là số điện thoại di động là pha ke rồi quý vị ha. Đó, chúng ta chú ý nghe số điện thoại này. Rồi trên đây không có số điện thoại này, đó là pha ke rồi đó. Còn cách thứ hai nữa để mà chúng ta biết được cái khách sạn này nó chính chủ hay không nữa, và số điện thoại của khách sạn là gì, thì chúng ta lấy cái tên của khách sạn nhé quý vị. Chúng ta sẽ search ở trên Google. Đây, chúng ta sẽ search ở trên Google. Thì trên Google nó sẽ có số điện thoại cố định là đúng như trong fanpage này quý vị. Đây, số điện thoại cố định giống như trong fanpage. Cái này thì không thể giả được. Và chúng ta sẽ coi những cái đánh giá, những cái comment ở đây nè quý vị. Những cái cách đánh giá comment này á, nó rất là lâu rồi. Nó thậm chí là 2 tháng trước, rồi thậm chí là nó khá là lâu rồi. Cho nên là chúng ta yên tâm. Chứ còn mà những cái đánh giá là mới đây thôi á, thì chúng ta sẽ không yên tâm đâu quý vị. Đó, thì ở trên trên này nó sẽ có thông tin của khách sạn nha quý vị. Đó, chúng ta kích vào là chúng ta sẽ thấy những cái đánh giá của khách sạn. Và chú ý là số điện thoại cố định nha quý vị. Các khách sạn nổi tiếng, các khách sạn lớn ở Đà Lạt đều có số cố định. Quý vị lưu ý cái thông tin này cho nhân nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi tới khách sạn New Life mà bạn gửi cho nhân á. Thì khách sạn New Life, chúng ta đi vào cái fanpage của họ thì chúng ta cũng sẽ thấy số điện thoại cố định 02633, mã vùng của tỉnh Lâm Đồng là 02633 nha quý vị. Còn lại là các cái số đuôi ở sau, số điện thoại này cũng đẹp, 586888. Rồi cái mail này thì không giả được rồi. Đó, thì trên cái fanpage của New Life này, họ cũng đưa những cái thông tin về về bị lừa cọc pha ke ảnh nè,
Đó, thấy không? Quý vị thấy không? Này, những cái thông tơ, cái người ta ghi đây nè, nhận biết nè, xác minh trang chính nè. À, đó là hotline nè. Rồi thứ nhất là số lượt view nè. Rồi thứ hai nè, số cố định nè. Đây, số điện thoại cố định của họ nè. Đó, còn các cái trang giả mạo nè. Các trang giả mạo quá trời trời nè quý vị. À, chúng ta nhìn thấy các trang giả mạo 1, 2, 3, 4 trang, 4 trang giả mạo. 4 trang giả mạo. Mà các cái số điện thoại này á, là toàn những cái số điện thoại di động không à. Nè, những số điện thoại di động không. Đó, chúng ta. Rồi, nếu mà chúng ta thấy cái trang này á, mà chưa có đủ độ uy tín nữa, thì chúng ta copy, chúng ta đánh cái dòng chữ khách sạn này vào bên trong Google để chúng ta sẽ tìm một cái thông tin chính xác. Đây, New Line và số điện thoại cố định của họ, và có những cái booking như thế này. À, chúng ta có thể đặt ở trên Agoda nè, Booking nè, Trivago nè. Đó, thì chúng ta vào cái trang web của họ luôn cũng được. Đây thì là chính chủ nha. À, rồi tiếp theo là khách sạn Marigold nha. Đây là một khách sạn rất là mới ở trên đường Bùi Thị Xuân. Đường Bùi Xuân hiện nay đang làm, chắc sắp tới thì người ta cũng sẽ làm đường xong. À, địa chỉ 83 Bùi Xuân. Và họ cũng có số cố định nha quý vị. Đây, số cố định. Và cái mail nè, cái mail là mail marigold.vn luôn. Họ đăng ký cái tên miền của mail luôn. À, rất bài bản. À, thường mấy cái khách sạn lớn họ đăng ký cái tên miền của trang web của họ và có cái mail của họ luôn. Nên rồi trang web của họ nè. Đây. Cho nên là chúng ta yên tâm, chúng ta vào. À, đây là cái trang web của họ. Trang web họ lấy cái trang web này, họ làm cái tên miền và số điện thoại của họ. À, đây. À, 02633956666. À, đây. Ở bên này là họ là 777. Đó, thì họ có hai số hotline. À, thì chúng ta sẽ search cái Marigold này ở trên Google Maps nha, xem cái Marigold này, thông tin của Marigold nó ra làm sao. Thì số điện thoại của họ nè, 666, 95666. Đây là số cố định nha. Đó, số cố định. Trang web Marigold. Rồi số cố định của họ. Đây, họ có hai số cố định, 666 và 777, 82 Bùi Xuân, Marigold. Và những cái thông tin này, số điện thoại mà cố định là không thể nào là lừa đảo được nha quý vị. Đó là Marigold. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một khách sạn Cooling, khách sạn 4 sao, khách sạn rất là nổi tiếng ở Đà Lạt, nhưng mà vẫn bị lừa đảo và đã có những người bị lừa đảo rất là nhiều rồi. Họ cũng đưa ra những cái thông tin nè, cách nhận biết thông tin chính thức về khách sạn Cooling. Đây, họ đưa ra số điện thoại là 665588. Đây, số điện thoại này là bên nhân cũng lắp đặt cho họ. Nhân cấu hình cái số điện thoại này nè. Đây là số điện thoại mà nhân cấu hình cho họ về cái đồng trọng đài ship trên. Nhân cũng chính nhân đã khai báo cái số này cho họ luôn. Đó thì chúng ta thấy một số các cái tài khoản lừa đảo nè. Chúng ta cứ nắm vào các cái khách sạn và gọi họ tới bằng cái số cố định cho nhân nha. Là chúng ta sẽ không bị lừa đảo. Số điện thoại của họ là nhân nhớ như in, vì nhân cấu hình cho họ là 665588, là số hotline của họ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ search khách sạn Cô Linh, thì họ cũng có số điện thoại là 665588 ở đây. Đó là chính chủ. Hết Cô Linh rồi, chúng ta tới God Valley. Đây, God Valley người ta cũng cập nhật Marigold giả mạo nè. Đây, cảnh báo giả mạo God Valley. God Valley giả mạo rất là nhiều cái giả mạo. Và họ là họ xài số cố định nha quý vị, 02633. Đó, nhưng quý vị hãy chú ý cho nha, và đừng để mà bị lừa nữa quý vị. Bị lừa nữa. Nếu mà quý vị mà xem video này mà còn bị đặt phòng nhầm, đặt phòng lừa đảo nữa thì nhân không biết sao luôn á. Nhân đã làm rất là kỹ rồi. Khách sạn God Valley này quý vị, số điện thoại 02633. Đây, 697666. Các khách sạn này họ cũng lấy số rất là đẹp, vì số cố định kia này cũng rất là ít, người dân rất là ít là xài, chỉ yếu là khách sạn doanh nghiệp nhà, rồi ga, rồi nhà xe, rồi vân vân là người ta xài thôi. Tại vì nhân làm bên di động, rồi nhân làm bên cấu hình bên VNPT, nhân biết các cái thông tin mà cho nên là quý vị yên tâm. Rồi rừng Lá Kim nha quý vị, rừng Lá Kim Resort,
Đây là khu rừng La Kim Resort. Họ cũng đăng những cái thông tin nè. Quý vị là họ đăng các cái thông tin đều có những cái thông tin mà giả mạo hết á. Các cái thông tin giả mạo lừa đảo. Đây. Lợi ích của khách hàng. Resort code vân vân nè. Để tránh bị lừa đảo. Dường như là các cái khách sạn, các resort lớn, họ đều có thông tin cho chúng ta và số điện thoại cố định nha quý vị. 888-787-879. Và chúng ta search ở trên, sau khi mà chúng ta xem cái fanpage này á, là có số cố định rồi, ok rồi, chúng ta cùng search Google một lần nữa quý vị. Chúng ta search Google một lần nữa cho nó chắc ăn nè quý vị. Chắc ăn số điện thoại của họ nè. 888-787-789. Số rừng La Kim Resort có Aguda rồi vân vân. Đây, những cái thông tin của họ. Và tiếp theo hết rừng La Kim rồi, chúng ta tới một khách sạn mà đợt vừa rồi cũng bị lừa, cũng bị phản ảnh lừa đảo rất là nhiều. Thông báo tạm ngưng đặt phòng qua fanpage do xuất hiện giả mạo nè quý vị. Đó, từ ngày 17 tháng 10 sẽ tạm ngưng đặt phòng qua fanpage do tình trạng các fanpage giả mạo lừa đảo nè. Nó làm những cái trang fanpage lừa đảo, nó làm cho chúng ta nó mất uy tín này, giả mạo nè. Người ta đăng quá trời những cái trang giả mạo nè. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên là chúng ta cứ search mà có số cố định như thế này là chúng ta đã ok rồi. Chúng ta search trên Google nữa. Chúng ta cứ search trên Google là rất là thông tin này. 662-222 4 số 2 luôn, tứ quý 2 luôn. Số rất là đẹp. Đó, rồi chúng ta tới khách sạn 5 sao mới nhất Đà Lạt, ngay quảng trường Lâm Viên luôn. Đó là Golden Imperia Hotel Đà Lạt, nằm ngay quảng trường Lâm Viên luôn. Số điện thoại cũng rất là đẹp luôn. 939 939, số điện thoại này. Nhân cũng cấu hình cho bên Golden luôn. Những cái số điện thoại này thì Nhân rất là nhớ vì Nhân làm cho họ. Đây, cảnh báo giả mạo, trang web giả mạo, vân 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 và vân vân, rất là nhiều các cái thông tin giả mạo. Đây, nhiều cái trang web giả mạo, những cái nhiều cái fanpage giả mạo á, mà cái lượt like, lượt view á, nó còn nhiều hơn cả chính chủ luôn quý vị à. Nó ghê vậy đó, nó chạy quảng cáo rồi, nó làm ghê lắm. Mà bây giờ hy vọng là cơ quan chức năng vào cuộc và sẽ khóa hết các cái fanpage đó đi. Đây, số điện thoại chính chủ của họ đây. Địa chỉ Bà Huyện Thanh Quang ha. Ngay quảng trường Lâm Viên luôn đó. 939 939, số điện thoại rất là đẹp. Đó là những cái kinh nghiệm mà nhân chỉ cho quý vị, để cho quý vị biết, để mà quý vị chúng ta đặt phòng không bị lừa nữa quý vị. Dường như tất cả các cái sàn nổi tiếng của chúng ta đều có số điện thoại cố định. Đây, số điện thoại cố định đặt phòng ngay 02633939939 này. Đó, cho nên là chúng ta chú ý giúp Nhân nha. Số điện thoại cố định. Đây, số điện thoại cố định. Còn pha ke là nó để số điện thoại di động. Chúng ta nhớ nha quý vị. Nhân đã gửi tới quý vị những cái kinh nghiệm xương máu mấy hôm nay Nhân tích lũy và Nhân gửi lên để cho quý vị xem. Nhân rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Và mong quý vị sẽ đặt phòng được an toàn, không bị lừa đảo. Và sắp tới là Tết Tây, Tết Ta rồi Giáng sinh, rồi lễ hội hoa vân vân. Cho nên là chúng ta đợi chơi là chúng ta phải vui, đi chơi mà cùng bị lừa đảo chúng ta mất vui ha. Chúc quý vị có một chuyến đi Đà Lạt thật vui và an toàn, hạnh phúc nha quý vị ha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.